Có nhiều người lên website Hà Nội Lab nói rằng là Hà Nội Lab ít hàng, thì Hà Nội Lab xin trình bày các bạn thế này: các mặt hàng mà đặt trên website Hà Nội Lab chỉ một phần thôi. Bên Hà Nội Lab có hai sự khác biệt, một là đặt hàng, hai là săn sale. Hôm nay sẽ làm cái chuyên mục về Surface Pro nhé. Thời gian sẽ tùy, thường nó rơi khoảng từ 4 đến 6 tuần. Đây là bảng giá cho đặt hàng nhé. Surface Pro 9, Core i5, RAM 8GB, ổ SSD 256, hàng new refurbished, giá đặt hàng là 16.900.000. Surface Pro 9, Core i5, RAM 8GB, ổ SSD 256, hàng new siêu, giá đặt hàng là 19.500.000. Pro 9, Core i7, RAM 16GB, ổ SSD 256, hàng new refurbished, giá đặt hàng là 23.500.000. Surface Pro 9, Core i7, 16GB 256, hàng new siêu, giá đặt hàng là 26.500.000. Surface Pro 7, Core i5, 8GB 256, hàng nine new, giá đặt hàng là 11.000.000. Surface Pro 7, Core i7, RAM 16, ổ SSD 256, hàng nine new, giá đặt hàng là 14.500.000. Và cuối cùng là cái bảng rẻ nhất là Surface Pro 5, Core i5, RAM 8GB, ổ SSD 256, hàng nine new, giá đặt hàng là 6.000.000.